Thấy thương thầy Minh không? Vừa make up vừa ngủ. Đó đâu. Làm thì con nói này ngủ đi chân. Có mấy bà quay phim cho chị Hồng Quyền với anh Nhí như Thanh mất tự đó. Hôm qua bà quay phim cho trong một tiên á, thấy em quay em không à? Thấy em không, đưa chỉ máy em không, bà đầu tiên nó đi tới đâu rồi đó. Chị Hồng Quyền Châu chứ cũng 28 chuyện á. Cho nên là ví dụ gặp cái khán giả cái chúng mấy chị còn anh đi vô 8 thước thì cũng chưa nghe không? Đang quay mà quên nó luôn á. Quên là đang quay á. À giờ chỉ quay rồi đó. Rồi là tự à, là tự ý. À. Quay người phải đó. Đây giờ hướng cạnh mai nha. Mai chị. Mai bà hả? Cơ lắm. Đầu cái biên tập nó nói là Ngọc Quyền làm công chúa. Ừ, xong cái nó nói là anh Nhí kêu gì ra làm đó. Cuối cùng nó tự nhiên kêu tôi làm đại bàng. Anh làm Sơn Tinh Tinh á, anh Nhí làm Thủy Tinh Tinh còn đỡ hơn em. Hai người còn được làm người, tôi làm thú đó. Cho anh vừa mệt lắm. Cho mình làm đủ thứ chuyện không mà. Thật sự bán cáo sao nhiều dễ thương quá. Dạ kêu diễn dễ thương lắm. Cái gì diễn dạy gì cũng diễn á. Mình diễn vui để tạo từ cái sự vui vẻ đầu chương trình đó cho bà ông bác. Có còn có ông người miền thượng nữa nha, người miền núi á, ông có đi hát là không lên sân khấu đi xuống dưới hoài à. Chị phải làm người mẫu chị đưa ông lên trên. Cho thí sinh đồ thoải mái để thấy bản thảo rất là dễ thương vui vẻ. Bỏ lên ngồi căng đó, họ chung đó. Họ sợ ha, thương. Bởi vậy cái ghi hình của sang giường á, ghi hình ở ngoài trời cực lắm mà bác, mà tôi vừa vẫn phải chọn cái tháng này chứ đem vô ở trong trên giường đó. Cái đó nó hết có cái không khí, nó đi vô giường. Mất cái không khí đủ mà đúng rồi, đúng đó. Rồi. Rồi mà mất. Mình nóng thiệt á, nhưng mà nó có không khí hơn không em? Nó miệt giường hơn. Chứ mình vô mà trong kia đó mình thành bích bùng á. Cái hình đó, nó lên ra chắc trở thành một cái sân khấu khác. Là người bảo vệ ca sĩ của chúng tôi. Rồi. Rồi đẹp rồi. Rồi. Ok. Rồi ok. Em mời anh Quỷ Thị Bé Bo về sân khấu hát vui khán giả của bài luôn. Con lại được hát với bao làm bài cho cô nhưng con hát vui rồi xong đi bao. Thank you.
bà đi có tặng vú cái túng mới hả, cái kia kìa. Ở vừa hôm nay không có cái quả, thấy chưa? Rồi sập cái trò xuống. Tôi đi mở. Nước tràn nha. Được không các bạn? Ổn không? Đưa không nè, không ổn hả? Ok hả? À? Ở đây ok gần tí. Bữa nay là coi như sân khấu của người ta bị dường có được cái máy máy sân khấu và cái máy che. Cho nên là mưa nhỏ nhỏ gì nào góp phần cho tới những cái tiết mục trên nó sinh động và có mưa lốc phớt có gió nhẹ 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 cái thú vị. Dạ rồi bây giờ mời bạn Thảo mình trở lại với phần thi của bạn Hóa. Gửi ý cho bạn Hóa ạ. Ba học sinh ba xuân gửi ý cho tiết mục của thầy. Thầy ơi, năm nay thầy nhiêu tuổi thầy? Chị nghiêng đầu như vậy nè. Đúng rồi. 2, 3 rồi. Gần Chị ăn rồi. Không à, bà này ăn hoài nha. Có nãy em đem cái này không mập. Nín đắt em đang ăn chứ. Đúng rồi, em ăn đâu mập đâu bị. Anh ăn không em lột cho anh. Thử nghe em nói ăn ngon quá thì thằng em bị thích nữa. Rồi đây mà làm biết ăn thì gặp nô quyền, gặp cô quyền thì tôi sẽ thích ăn nhiều. Thật sự ra đó trong cái cuộc sống này đó, không quan trọng là chữ ăn, nhưng mà nếu chúng ta không ăn thì chúng ta sẽ chết đói. Phải không? Nhưng mà cách ăn của quyền á. Ăn đi con này cứ vừa ăn rồi. Ăn đi. Mấy em ăn đi, anh đợi chừng nào mà Thanh Dương tặng anh ăn mấy em. Nè, nghe anh Châu Thanh nói cách ăn của Ngọc Quyền nè. Em ăn của Ngọc Quyền á, người ta thích thú lắm. Trời ơi, thích quá, cái này ngon lắm, em thích cái này lắm. Đúng rồi anh, cuộc đời ăn vậy nó mới ngon. Con cảm ơn thầy ạ. Anh Châu Ngọc Tiến hả? Châu Linh. Châu Ngọc Linh, mấy Linh mình đó hả? Ừ, trời ơi. Giống vậy hả? Nó giống em cái gì, cái vụ ăn á. Cách điều đàn duyên dáng thì trong một tiên cũng giống em xong duyên dáng hai hai đúng không hai hai đúng không anh đúng không mà trong một quay trở lại trong một lần nữa trong một lần mà nó gặp ăn đi nha nó ăn nó sai chứ có ngon quá thôi thôi nó bị bệnh mà anh chở nó chở anh đưa đi ngon lắm bạn ngon quá cái cô quyền vậy rồi tạm nhớ con nghe cho một lên. Ba phải kể cho Quyền nghe về con đó. Giờ tới Nguyễn Trung Đông nha. Trời ơi Trung Đông mà ba đang thi luôn. Rồi chào nha, xin chào bây giờ tiếp tục nha. Chào cả nhà. Xin giới thiệu. Cảm ơn em Kim Đình Pháp đến tặng hoa. Khán giả đến tặng hoa cho ban nhạc của Sông Dương chúng ta cảm ơn một tràng pháo tay thật to. Hồi nãy là nó quay đưa sắt vô chị. Mia ơi, cái em do nhờ bạn nào vô trong cái cặp anh lấy những cái bịch thuốc anh Mia. Chị nói á. Giống như đây là em.
Rồi, cô bác, cô chú chị mình cái đi không em? Rồi, xin chị đi được chị. À, các em điện thoại lấy không lại đi con ơi. Các em điện thoại không lại đi. Cái chỗ đơn hình vào lúc 7:45. Dạ. Ekip mình về dùng cơm rồi xong mình trở lại đi chuẩn bị nha các bạn. Mở bông mở cái bình. 1 nhịp hàng nè 2 3 rồi. Đẹp quá chị, là nơi có quá tiếng rồi chứ. Rồi rồi mình đi đi đây dùng cái tôi gọi chấm chấm lẻ happy ơi chị đi bông mình đấy. Dạ chị có mát quá để cô kim gúc quét cái tóc của trà sữa xuống đó, quét đúng rồi. Bỏ đại nó đúng rồi, đứa này rồi mọi người ở tránh em bé xong chưa? Em bé xong chưa ra? Em bé ra đi con. Thơm. Em biết con trai em đẹp trai lắm không? Dạ. Yeah.
đẹp không? Hình mấy chục cái cô Huyền đẹp không? Rồi. Rồi, chị cảm ơn em nha. Đẹp quá. Cảm ơn em.